các con không đồng ý thì cũng đành chịu thôi. Kiều! Kiều! Không ngờ mày lại đối xử với tao thế hả? Hà Quân bất nhẫn! Mất dạy! Anh ngồi xuống đi. Quỳnh ơi, sao nhà Quỳnh ấy vừa to vừa rộng như thế này mà có ba mẹ con ở thôi, không thấy cô đơn à, hiu quạnh lắm. Thôi được rồi, từ bây giờ là anh sẽ về đây, anh sẽ chăm sóc cả ba mẹ con nhé. Em cảm ơn anh. Ôi dồi, cái tóc này sao hôm nay nó lại rối thế này. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi bọn con về sớm thế ạ? Xin giới thiệu với anh, đây là hai đứa con gái của em. Ôi dồi, con gái Quỳnh đấy á? Thôi, nó đã lớn mà đã phồng phao như thế này. Ôi dồi ôi, xinh quá cơ, thích quá cơ. Chào hai con. Dượng tên là Kiên. Giới thiệu với hai con, đây là Dượng Kiên, là bạn của mẹ. Hôm nay mẹ gọi hai đứa về đây để nói cho các con biết là từ nay Dượng Kiên sẽ về nhà mình sống cùng chúng ta. Mẹ nói cái gì cơ ạ? Kiểu mẹ, cậu ta chỉ cùng lứa bọn con, bằng trạc tuổi con mẹ, làm sao mẹ có thể yêu những người như vậy được? Có khi cậu ta chỉ lừa mẹ thôi ạ. Mẹ, bọn con không khó khăn gì trong việc mẹ tìm hiểu một ai khác cả. Nhưng mà mẹ tìm hiểu sao nó cũng phải hợp lý chứ ạ. Nhìn mặt anh ta trẻ danh như thế kia, không khéo anh ta còn lừa mẹ ấy ạ. Các con ơi, tuy là Dượng Kiên đây có trẻ tuổi thật, nhưng mà Dượng Kiên sống rất là đoàn hoàng tư cách, sống rất là tình cảm các con ạ. Các con ấy, chưa gì các con đã nhận xét Dượng như thế. Dượng nói thật cho các con biết nhé, Dượng với mẹ các con ấy đã tìm hiểu nhau lâu rồi. Bây giờ ấy, bố các con mất lâu rồi, cứ để mẹ các con ở một mình như thế này nó hiu quạnh ra. Người già ấy, mà bây giờ ấy, không ở với ai, khoa học nó đã chứng minh rồi. Bây giờ mà thiếu thốn tình cảm ấy là không khéo rồi, nhiều khi ấy, còn đột quỵ ấy, còn chết non đấy. Này, ai cho anh chửi ở mẹ tôi như thế hả? Mà ai là con của anh? Nói tóm lại là bọn con không đồng ý đâu ạ. Con không đồng ý đâu. Các con không đồng ý thì cũng đành chịu thôi. Nhưng mẹ mong từ giờ về sau các con mở lòng với Dượng Kiên. Còn bây giờ em đưa mình đi vào nhà tắm rồi nghỉ ngơi nhé. Xin phép hai con nhé. Em ơi, nhà tắm ở trong này đây. Đúng rồi. Anh bảo đi tắm ngay. Kìa chị, bây giờ mẹ đã quyết định như thế rồi, chị thay đổi làm sao được nữa. Cứ để một thời gian nữa xem anh ta đối xử với mẹ như thế nào rồi tính tiếp. Sao các con lại bày mâm như thế này? Mình phải để ra giữa này thì tất cả mọi người đều ăn được. Toàn là những món ngon, thơm phức, lại trình bày đẹp. Để anh đoán nhé, mấy cái món này chỉ có thể là Quế anh, con nấu mấy món này đúng không? Ôi trời, ngon quá. Ê, như ý này, con ăn thử một miếng. Không ăn. Quế anh. Thế thì Quỳnh ăn nhỉ? Em xin. Để anh gắp cho Quỳnh ít củ cải khô, cái món mà Quỳnh đam mê, Quỳnh thích nhất này này. Đúng rồi. Em xin, mình cũng ăn đi nhá. Ăn nhiều và cho khỏe. Thôi thôi, mọi người ăn đi. Ăn đi. Thôi anh cứ ăn tự nhiên đi. Kệ chúng nó lớn rồi. Để anh ăn nhé. Củ cải nó vừa giòn mà nó vừa ngon. Gì đấy con? Dượng cứ vuốt vào chân con đấy ạ. Sao con lại nói thế? Sao con lại đổi yêu cho Dượng? Con nói như thế là mất cái hòa khí của cái gia đình này đấy. Em ơi,
chắc là có hiểu lầm gì đấy. Quỳnh Anh, có phải con thò chân ra xong rồi chạm vào chân em xong rồi em hét lên không? Hay Quỳnh vừa thò chân ra? Không, chân em vẫn ở đây mà. Thế thì chỉ có con chuột. Nhà mình dạo này lắm chuột lắm. Nó chạy qua xong nó va vào chân con đúng không? Chắc là chuột đấy. Đúng là nhà mình có chuột đấy ạ. Con chuột này nó vừa xấu người, xấu cả nết, lại còn ăn lắm nói nhiều nữa ạ. Thế nào có ngày con bắt được nó. Sao con lại nói thế? Cái chuột nào lại còn có cái ý thức như thế thì cũng là chuột thành tinh nhỉ. Thôi được rồi, nếu mà đã có chuột ý, thì cứ để dưỡng. Em ạ, để mai ý, anh mua keo dính chuột, về anh bẫy chuột, xong rồi anh xử lý. Chứ không nó cắn hết tủ nhà mình ấy, như thế là phá hoại đấy. Đúng rồi, xong rồi mua thuốc đổ luôn vào mồm nó ấy. Thôi, cả nhà mình ăn đi, anh em nhiều mà. Ăn nhiều. Em cũng ăn đi này. Em xin. Con xin phép, con ăn rồi. Ăn đi con. Không ăn nhỉ? Thôi, còn nhiều đồ ăn lắm. Mọi người cứ ăn đi. Với anh ăn đi này. Ê, Quỳnh lại ăn nhá. Ăn toàn nó ngon đấy. Anh ăn đi, ăn nhiều. Củ cải là ngon lắm rồi. Gì mà ngủ sớm thế? Ôi. Quỳnh ơi. Ôi thôi. Hôm nay em mệt lắm nhá. Sao lại mệt? Cả tuần nay anh đã động vào người em đâu. Anh mới đi uống rượu với mấy thằng bạn về. Thôi, đang có hứng. Thôi, hôm nay em giải quyết nhiều việc, mệt lắm. Đi ngủ đi nhá. Sao giờ này lại ăn mặc sexy lại nằm ở đây nhỉ? Chẳng nhẽ lại mời ông sơi à? Sơi luôn đi đấy. Ông sợ làm gì vậy ạ? Con ơi, Dượng rất là thích con. Thôi, chiều Dượng nhé. Dượng từ từ đã. Mà Dượng có thích con thật không đấy? Thật, Dượng thích con thật mà. Thật ra con cũng thích Dượng từ lâu rồi ạ. Đấy, Dượng biết ngay mà. Thế mà mọi lần mẹ con có ở nhà ấy, con cứ hắt hủi Dượng thôi. Thôi, chiều Dượng nhé, cho nó nóng. Con thích Dượng mà cứ nhìn thấy Dượng bên cạnh mẹ con như thế con khó chịu, cho nên con mới thái độ như thế với Dượng đấy. Chiều Dượng nhá, chiều luôn cho nó nóng. Dượng cứ từ từ ạ. Mẹ con đi công tác tận một tuần nữa mới về cơ mà. Bây giờ con lại có việc rồi. Để đến tối con chiều Dượng nhá. Dượng cứ để cửa rồi tối con sang với Dượng ạ. Thế thì tốt quá. Con có việc gì con đi giải quyết luôn đi, xong rồi về sớm với Dượng. Đi luôn đi. Dạ. Đi luôn đi. Mình biết ngay mà. Cái gia đình này có mỗi mình là đàn ông. Bây giờ ấy, mía ấy, là phải ăn cả cụ. Em làm gì mà lâu thế? Mãi mới sang với anh. Thôi làm xuống đây, đây. Anh thèm lắm rồi à? Tất nhiên rồi. Lúc nào ấy anh chả thích, anh chả thèm. Anh cứ từ từ đã nào. Anh làm như thế này anh không sợ mẹ em phát hiện ra à? Làm sao mà phát hiện ra được. Bây giờ em không nói, anh không nói thì không ai biết được đâu. Cũng tại mẹ em đấy. Cả tuần ấy, chiều anh được có 1-2 lần. Trong khi anh cứ hừng hực như thế này thì làm sao mà chịu được. Thôi thì mẹ em không chiều được thì em giúp mẹ em nhé. Anh cứ từ từ đã nào. Thế anh đã biết mẹ em như thế rồi, sao từ đầu anh còn yêu mẹ em làm gì? Ra là có yêu đương gì đâu, chỉ là cảm mến nhau thôi. Nhưng mà cũng vì mẹ em nhiệt tình quá nên là anh mới đồng ý đấy. Thế có nghĩa là anh không hề yêu mẹ em đúng không? Thì cứ coi như là như thế đi. Em thấy đấy,
Từ lúc anh có ở đây, tất cả mọi người đều vui vẻ. Mẹ em vui, hai chị em ấy cũng sẽ vui thôi. Thôi thì nằm xuống đây với anh nhé. Nằm xuống đây. Kêu! Kêu! Em nói cái gì đây? Thằng bất nhân này! Thằng bất nhân này! Anh Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh! Tao yêu thương mày, tao chiều chuộng mày như thế. Mày muốn gì tao cũng cho. Vậy mà không ngờ mày đối xử với tao thế hả? Hà Quân bất nhân! Mất dạy! Quỳnh ơi! Quỳnh! Không phải như em nghĩ đâu! Không phải như thế đâu! Tất cả là tại con của em ấy, nó lừa anh, nó bày ra cái trò này để chia rẽ tình cảm hai đứa chúng mình. Em phải tin anh, từ lúc đầu anh đến đây ấy, hai đứa chúng nó đã không ưa anh rồi, nên nó mới bày ra cái trò này đấy. Em... Tôi nói cho anh biết nhá, anh có biết lý do vì sao tôi để anh kéo tôi vào đây không? Là để cho mẹ tôi phát hiện ra cái bộ mặt thật của anh đấy. Cút ngay ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Cút, cút! Mẹ có sao không mẹ? Bây giờ thì mẹ đã tin lời bọn con chưa ạ? Anh ta chỉ đến với mẹ vì tiền thôi ạ. Mẹ không ngờ lần này tuổi đầu mà còn bị lừa như vậy. Mẹ yêu chiều nó như vậy mà nỡ lòng nào. Quần khốn nạn. Suýt nữa mẹ còn hại cả hai đứa con. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Thôi, bây giờ không sao rồi, mọi chuyện cũng qua rồi ạ. Không sao đâu mẹ.